Cài đặt kỹ kỹ, có dấu móc kìa, gạch ra ra, trên kia, gạch trên kia, kia. Cái về văn phòng rồi đó chào về hả Trầm Hương hả trời ơi ui ui bích lòng bích lòng ui con này ui trời ơi gì ta ơi con này dữ rồi cầm lắm đấy đó con này dữ thiệt trời ơi con giỡn trời ơi ôi con này đã chết 2 bữa trước rồi bích ơi đâu phải quê nè xinh luôn á rồi chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay cũng tới ngày anh em mình đi thăm bầy rắn rồi. Thì hai chú dòi thăm đều sụp bà na hết, nắng quá chuột chết. Rắn nói chung nó còn ở hang á, chưa có mưa. Trong có cái mưa là anh em mình trúng liền nhưng mà không có mưa nổi. Rồi nắng chuột chết thì đâu dính nổi. Thăm hai chiến đều lỗ hết. Hai chiến thì cũng có dính mà nhỏ nhỏ, không hai ba con. Hy vọng chiến này kiếm hàng khủng rồi gỡ nợ cái hai chiến rồi. Sụp bà na hết. Rồi mình để mình vô đây cái. Mở hàng. Một cái đầu tiên. Không dính đừng chết chuột nha. Chết chuột giết mà thay giết tháng luôn. Rồi này như chuột, chuột còn sống à. Rồi chuột nó mất tiêu ta. Nó nằm trong rồi, còn lúa luôn. Đục lại luôn. Mình tới khu nghĩa địa. Khủng yên dữ lắm mà hôm nay chưa có mưa. Chưa có chạy luôn. Đây là chạy rồi, chạy toàn hàng khủng luôn. Quá chưa chạy chưa còn hả trời rồi chết luôn đèn chứ chụp queo rồi mới thăm có 10 mấy cái mà nắng chịu không nổi có 8 giờ mấy hóc phải để cây cua quá trời nắng rồi cái này nặng rồi hàng gì đây hàng cũng khủng nha nặng dữ nha gì đây ôi dền trời ơi ngon trời ơi má ơi nấu con chuột ôi con này chắc cũng được cái ký trời ơi nấu con chuột trời ơi trời có hàng đây dền nha mở hàng rồi để mình đặt cái này vô luôn cái xe cua để nó công ra ngoài cái mình thay chuột công đó chờ đặt lại cho để làm cái bên này luôn đây có 2 cái à để cho đặt đi giò này bờ hòm dính 3 con ngựa luôn liên khúc luôn này. Cái này bờ hòm dính được 2 con ngựa này. Rồi đừng chết chuột nha thôi còn chuột để cho nó gạch lúa không dính thì đừng chết chuột rồi đáng lẽ cái này là mình cho dưa leo nữa nhưng mà hôm nay hai chiến là ngưng tại dưa leo bây giờ mắc quá thôi tại vì trời cũng sắp mưa rồi thôi nên hôm nay mình cứ dính mưa rồi trúng liền giờ lại làm cái này ra ngoài luôn. Ủa cái con này hình như là nó vô sao con chuột chết rồi nè. Bao con chuột nó chết thứ gớm á. Túi. Có đem theo cái túi mà chiến rồi dính được 3 con. Đây là con hổ ngựa với con hổ hành với con hổ đất đang ở nhà. Bẻ hôm thì khỏi ấy. Chiến rồi là xuống rồi nè, đúng 3 con luôn. Để ngồi đem theo mình dồn cái này luôn. Con này chắc cũng được ký. Đây là nè. Trong cái bẫy này nhiều khi có lúa không có đón được, bắt ra ngoài không đón được. Mà cầm cái bẫy này không là thấy ký mấy đó nhưng mà bắt ra thì không tới. Đó. Để xuống cái nó có đẩy ra. Rồi bị dướng rồi không nó nông ra bị ấy à bị dướng cái trụi nó là ui trời ơi cái ơi con này dữ rồi cầm gần lấy đó ôi con này dữ thiệt ôi má ơi chút xíu là tới công chuyện con này dữ thôi con này được ký cái máy
Bự quá trời luôn à. Ôi ôi con nó bay ra nó quất liền. Được được được. Ký à? Hả? Được được, con này bự mà. Ký á. Ký. Con này nó chắc nè. Trời ơi. Tưng tưng tưng. Ê giờ cái đó. Bỏ dồn đó luôn đi. Còn cái bao để mình coi có đại ca mình bỏ vô chứ. Hết túi rồi. Trời ơi nó máy vô. Ba chọc cái gáy chút xíu nó quất. Ờ. Ngon ngon. Gì mới sung sung chứ trời ơi, chuyến dồi xa canu trời, đem vô chuột đi thăm đi trời ơi, trời ơi. Tấn mới đi thăm con vợ nó tung lọt với ao, trời ơi con vợ này ký mấy 2 kg Tấn ơi, chết rồi. Ba thăm sống rồi hả? Ba thăm dính rồi qua sao được, rồi qua mới có 3 ngày nó thất mà trời ơi con vợ nó bự con nậu vô đâu, lấy lấy cắt cắt thử rồi, trời ơi nó nặng ghê vậy. 2 kg á mau, nó nặng dữ lắm, con vợ này còn 2 kg tròn hả? Nó tung từ cái lòng xuống cái mấy bờ ao vài khúc vậy nè. Ờ. Em nói ủa cái lòng nó tiêu kỳ ta, ai lấy ta? Ủa sao khô? Khô là khô đất không nè. Ờ. Nè em mở cho anh coi là đất ở trong không rồi. Nó tung lọt dưới mới nó lấy lên hả? Nó nồng á. À, chết rồi, lâu lâu dính được con vợ nó không nổi luôn, nó chết. Ngọt nước. Khô quắc luôn. Túi luôn. Trời ơi, trời ơi con vợ. Ôi ơi. Ôi con này nó chết 2 bữa trước rồi Tấn ơi, đâu phải quá nè, xinh đâu mà. Trời đó ơi, trời ơi, vậy nè. Khủng khiếp. Con sóc luôn. Đã nông nó lọt lọng dưới. Con chuột này chưa ăn kịp luôn nè. Ôi con này ký mấy 2 kg luôn mà ơi, đâu uổng. Trời ơi, trời. Nè, cái sình này đâu phải quá. Là bữa trước nữa. Cái mấy này gặp nước dông nữa. Cái ngày thứ hai mình đi thăm á, có nghĩa là này nó chết 2 ngày trước rồi. Điểm ngon ừ, trời vắng ông nội cái phanh nè. Tới con chuyện vắng thiệt. Nói sao đổ nổ rồi, vui quá. Hả? Ờ cái này giờ bỏ vô tay khác. Hả? Giờ chỉ có hư mẹ nó gai cái hôm nhá. Ừ. Ôi ơi nó đủ. Bỏ đi, bỏ hoài cho nó lấy không nổi đâu. Ừ. Quá trời lâu lâu dính được con cũng cái gì đây chết rồi. Ừ vắng vắng ấy đi đổ ra chứ. Quá. Ôi nó bự luôn nội, lâu lâu dính được con vậy đây không. Còn hổm mà dính được con á thì rồi thôi. Cái cảnh này là khỏi ăn cơm luôn. Thôi để mình tắt máy cái nha. Ai mà coi cảnh này là khỏi ăn cơm luôn á. Quá chỗ mới chết thì giờ 2 kg. Trời trời. Hôm trước giờ dính được 2 con khủng ăn không được. Lần đầu tiên thì chết 1 con mà bị người ta lấy dục vòng ngoài. Bữa nay ăn con á. Nó tùng sao mà vớt xuống cái mấy nước rồi ngọt chết luôn. Trời ơi nó uổng. Trời ơi mất cả chịu. Cái chịu bạc rồi. Ôi cái này nặng nặng nè. Gì đây? Ôi không hành. Không hành à. Trời ơi con này sao mà nó khô khan. Nó lôi vô lâu dữ lắm hả trời. Con chuột con luôn. Ờ con chuột kìa. Ờ. Ủa gì rồi. Rồi bị chuột xử luôn rồi còn gì nữa. Ô tới con chuyện. Chuột thử chích queo luôn rồi. Trời ơi, gì kỳ vậy? Nè, con chuột con mà nó xử không anh chích queo rồi. Ủa, mình chết chưa? Trời thấy vừa sống mà vừa chết thì trời. Gì vậy? Thì mình bắt được chứ. Ôi, ngon hành này nó còn sống mà nó yếu rồi. Con chuột nó không ăn nổi con chuột luôn. Rồi. Gì giữ con chuột lại. Đây. Trời ơi hoa này chừng 2 lạng. Trời ơi con chuột nó gắn mấy ngày luôn hay gì. Không phải, nó muốn lột da. Hay trời. Con chuột lên hỏi da uổng. Dính cây ở cho hôm thôi. Chuột cái hôm là để con chuột có da. Hên quá, dính dán mà còn chuột. Giờ cả chuột, cái siêu con chuột đầu tiên rồi. À, còn để mình đặt lại đây. Đây, da, ngày kẹp này khó lấy quá. Rồi nặng 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 nặng, có hàng hàng gì đây? Ui, hổ hành hổ hành. Tụi nó hoa đất là thú quắc luôn á, hoa đất nhỏ nhỏ bán qua được. Hoa hành. Hoa hành nhất hay nhì đây. Ôi, được hoa hành nhì nha.
Đây, dạo ngoài luôn. Đây có hai cái mới thầm cái chết chuột. Đồ con hành gì vậy? Trời ơi. Cái chết chuột. Hành nó hổ. Hoành. Bộ đất cái này thu quắc hình. Ủa nhìn chứ chuột còn hả ta? Con chuột còn không? Không phải, chuột đang rồi. Bớt hôm lấy luôn. Nó hành tới hổ đất chứ. Cũng được hàng gì. Ba là mấy. Sáng chưa sáng giờ trong mặt quá là. Còn uống nó còn ở trên này. Trời ơi, vẹt đầu luôn hả? Mưa đồ hành nó chạy khủng luôn. Hôm nay không có mưa nổi. Hả? Khục xuống luôn à. Còn dướng chứ không? Không thấy xác được. Nha dòng sao sao quá. Dắt à. Dưỡng dắt à đó. Ồ con này được 3 đồng mấy. Thơm mùi hả. Ồ chuột mới ấu ra nè. 3 cái. Hoa năng. Hoa năng. Cái này hôm bữa mình dính được một dện như thế này nè. Ủa cái bẫy sao nằm đây? Rồi rồi, có con gì rồi, có con gì rồi. Cái bẫy mình nằm ở dưới đây nè, mà bây giờ nó lên đây. Không lẽ cái con gì nó vô này nó đẩy lên ta? Nặng không đây? Nặng là có hàng nha. Ủa chứ kỳ vậy, nhẹ. Trời ơi, chứ kỳ vậy. Ủa, ngộ vậy ta, không lẽ cái con gì nó nông vô không được. Trời ơi, chuột chết luôn rồi. Trời ơi. Tưởng nó vô kèo. Cái gì ăn chuột chết luôn. Nó đem mày thay chuột luôn, trời ơi. Này là có người thăm không biết nữa. Để đi. Rồi thăm chắc mình đây coi. Nắng nó hốc đi không nổi luôn. Gặp sáng chưa sáng nữa. Nắng nằm rồi ơi. Nó hiểu luôn. Rồi chuột chết luôn. Vừa bu trời. Rồi xong cũng có tỏi. Nắng quá chuột chịu không nổi mà. Bà anh thầm đây 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 ba đây đây cái này phải đặt kỹ kỹ đặt có dấu mắt liền chặt ra ra trên kia dạch trên kia trên kia kia một mấy cái đi ra dán thành cho hết rồi chào wow. Gì trộm trộm hả trộm trộm hương hả trộm đen trời ơi ôi ôi bích lòng bích lòng ôi con này đừng ký không ta không tới chắc chín lạng được ôi ôi hôm nay mới cầm được nó. Cái này trời ơi nó khai xe giỏ đi qua cái này mát anh ơi. Cái này mới giỏi con tử đầu tiên lụm được trong đèn liền qua đây đi xin cho bóc mát quá trời nắng rồi thôi rồi đây còn nắng phèn nữa trời ơi nó đái nồng mùi nó khai đem ba anh xách giỏ là cái bắt nó ra nha. Cái túi quên em thử cái đỏ cái túi này là chỉ giữ nó chút xíu thôi chứ nó cắn bành. Để giữ đỡ đi, sắp tới nhà rồi, còn có mười mấy cái nữa hết rồi. Rồi đem theo cái túi đỏ để đựng tròn. Trộn. Này quên luôn. Ôi, nó đái đi. Ôi, con này có ký à. Má ơi, đất cài. Rồi, hốt lên ba ơi, nắng quá rồi. Kìa, túi đây. Túi nó còn zin luôn. Về là phải sang qua cái túi đỏ liền, chứ không thôi, cắn bành. Cái này chữ đầu tiên là làm đựng tròn luôn. Dàn nó bén cực kỳ
Trời ơi, hư cái dài hết rồi. Bự quá trời. Nhỏ thôi. Rồi vướng gai luôn anh ơi. Bọc vướng cái gai trên. Tùng quá trời tùng. Được không được đầu này, nó bị gài hơn giáo. Hai bên bị hơi gài. Mày sao mày. Giữ không? Gài vậy nó không xảy chứ, nó không gài là thôi dễ gì ăn được. Đồ nóng quá. Đây. Rồi. Giờ đi, giờ đi em chơi. Nó cắn kìa, làm răng trời. Trời ơi trời. Để đây về qua da. Cắn xong cái mỏ máu không à. Con quỷ này thiệt tình. Dạ. Xa xa nhà nó táp dữ lắm ạ. Quay xa xác đi. Lưới này chịu không nổi nó đâu. Về phải sang đi. Chờ nhanh bác. Thấy nó táp dữ lắm ạ. Chắc ngồi bỏ ở đây còn cái đứa nhỏ nó bỏ vô luôn quá. Quán nhỏ là gì? Hả? Không táp. Không thì mình để giọng nó mới ấy chứ. Khác quá nhiều khi cái nó cắn dễ á, cho nó vòng vòng đi, nó đưa tới đưa lui chứ xác quá không được. Xác quá nó cắn ngay cái đó luôn, nó không quay mà nó cắn ngang lỗ rồi là xong à. Giờ chắc ăn cho nó vô một cái đó đi, thấy là nguyên ra lưới này giữ không nổi nó đâu. Rồi để mình bỏ vô đây cái nó và thăm tiếp nha. Rồi còn cái cuối cùng. Quá xa nắng một xíu nặng không rồi người luôn. Rồi thì còn sống. Cho nó bật lúa đi. Không vậy, thì dán đợi cho mưa thôi. Mưa rồi lụm liền. Ấm quá. Mới thăm gần nhà kiếm được con hổ đất nữa. Con này tầm khoảng nửa ký. Không có chiến nào, không có chiến nào không có. Nửa ký sáu đạn. Con này dữ quá, nó phù nè. Phù cái mang ở trong luôn nè. Bữa nay thành quả được con trồng đèn cuối cùng, con này tầm khoảng 9 lạng tới 1 ký. Chút xíu nữa sàn vào cái bào. Rồi tôi trắng. Hôm nay được con dền khoảng tầm 1 ký với lại hai con cũ. Giờ không biết mấy con đây nữa. Như con hoành nó chết hay gì nè, hồi nãy con yếu quá trời luôn. Hai hổ ngựa, hai ba hổ ngựa gì đó với mấy hổ hoành được con dền. Nếu bữa nay mà con rắn hổ dền mà không chết rồi bữa nay trúng rồi. Hổ dền nó vô cái đồ nó nồng á, cái đồ lọt xuống cái dũng rồi chết ngắt luôn. Tính ra bữa nay thì gỡ tiền chuột chứ không có trúng nữa, đợi tới tháng mưa rồi thì để chuyến sau anh em mình thăm, nếu mà có sẽ đăng cho người xem vị trí nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ mình nha. Rồi chào mọi người nha.